Trong bản phong thần của giang hồ Sài Gòn trước năm 1975, tên tuổi Điền Khắc Kim cũng lừng danh không kém gì Sơn Đảo, Lâm Chính Ngón, Y Cà Lết. Những hung thần lệ phố, có thua thì chỉ thua tứ đại thiên vương, đại, tỷ, cái, thế trong bộ tứ du đản nổi tiếng Sài Gòn mà đại ca thay là người đứng đầu. Nhưng trước sau gì, Điền Khắc Kim vẫn là một tên tướng cướp không giống ai, một người tướng không quân. Con đường leo lên vị trí đàn anh của Điền Khắc Kim hoàn toàn nằm ngoài quy luật chung của giới giang hồ, khi không hề gây bè kết đảng, không xưng hùng xưng bá, cũng không hề tổ chức những cuộc thanh trừng đẫm máu để giành lãnh địa. Với lối hành xử không giống ai, khi chỉ nhắm vào cướp của và hãm hiếp của những gia đình người Mỹ đang sinh sống tại Sài Gòn, Điền Khắc Kim trở thành tên tướng cướp khiến người Mỹ khiếp sợ. Nhưng ít ai biết, ấm ức về mối tình câm với cô gái điếm tên Diễm cùng dòng đời đưa đẩy đã tạo nên một tướng cướp cô đơn, khét tiếng Điền Khắc Kim. Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Những phi vụ động trời của tướng cướp cô đơn Điền Khắc Kim. Tháng 4 năm 1968, trên mục tin vặt thường được gọi là mục đua xe cắn chó của một vài tờ báo Sài Gòn, Lê Văn Minh, tức Minh Con, hỗn danh có từ thời Điền Khắc Kim ở làng Hành Thông Tây, đọc được mẫu tin một cô gái điếm cỡ 18 tuổi bị một toán lính Mỹ thay nhau hãm hiếp rồi luộc ruồng vứt xác ngoài bãi rác ở Gò Vấp. Hắn vứt xấp báo chạy nhanh về Hành Thông Tây, nhưng đã quá muộn. Cổ quan tài mang thi thể Helen Diễm bạc mệnh đã vùi sâu vào đất lạnh. Mối tình đầu câm lặng kết thúc quá sớm trong bi thảm. Lòng điên dại, hắn nhờ một cô bạn làm bán ba cùng với Diễm mua giúp khẩu côn 45 với máy kẹp đạn dắt vào bụng rồi lặng lẽ bỏ đi mất dạng. 3 năm liền sau đó, báo chí Sài Gòn thi thoảng lại bị khuấy động bởi những vụ cướp hết sức kinh hoàng. Nghi phạm tỏ ra cực kỳ liều lĩnh, hung hãn, như thể đi cướp để mong được chết, như thể chỉ ngày mai là tận thế. Thật lạ, nạn nhân của những vụ cướp này đều là người Mỹ, và kẻ cướp không ai khác chính là Minh Con. Hắn đi cướp để trả thù. Giữa tháng 2 năm 1968, cùng một tên du thủ du thực khác là Lê Văn Hùng, Minh Con đột nhập vào nhà một kỹ sư công chánh Mỹ trên đường Trần Quang Khải, dùng khẩu côn 45 khống chế bà vợ ông ta, cướp đi 5.000 USD và một số nhẫn, dây chuyền vàng, kim cương trị giá 17 triệu đồng. Đó là một số tài khoản kếch xù, bởi vào thời điểm đó, giá vàng chỉ có 25.000 đồng một lượng và 1 USD thì giá bằng 10 USD theo thời giá ngày nay. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, sau khi dùng hết số tài sản của viên kỹ sư và bao tải, Minh Con còn bắt đồng bọn phải cảnh giới để hắn lôi bà vợ Mỹ của ông kỹ sư ra hãm hiếp. 7 tháng sau, kịch bản lặp lại nhưng Minh Con chỉ đi một mình. Lần này tại một cư xá Mỹ trên đường Trần Cao Vân, quận 1, gần Hồ Con Rùa, Minh Con lần lượt viếng thăm và dọn sạch 3 căn hộ, cướp đi một số tư trang tiền bạc trị giá 11 triệu đồng. Cả ba bà vợ Mỹ đều bị hắn giở trò thú vật. Tháng 5 năm 1969, sau 7 tháng ăn chơi, số tiền cướp được từ phi vụ trước đó cũng đã cạn. Đến lượt vợ của tay giám đốc hãng sản xuất băng đĩa Columbia, nhà riêng ở xóm chùa Bình Thạnh trở thành nạn nhân của Minh Con. Lần này, hắn cướp được khoảng 8 triệu đồng và hơn 2 kg ma nhê dùng để sản xuất đĩa nhạc. Cả Sài Gòn nhốn nháo, thất kinh, nhưng cảnh sát thì chịu chết không tài nào mò ra được tung tích hung thủ bởi hắn hành động cực kỳ xuất quỷ nhập thần, không bị nhận diện danh tánh. Bóng ma Minh Con đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các bà mệnh phụ giàu có chồng là người Mỹ. An ninh tại nhà riêng và các cư xá của Mỹ được tăng cường tối đa, nhưng nỗi khiếp đảm thì vẫn đeo đẳng không dứt. Đúng lúc đó, vào tháng 11 năm 1969, Minh Con lại đột nhập vào nhà một gái quán bar hạng sang lấy chồng Mỹ ở cư xá Đô Thành, cướp đi 6 triệu đồng. Lần này cô vợ là người Việt, nên Minh Con chỉ đùa bỡn một lát rồi bỏ đi chứ không cưỡng đoạt. Ngạc nhiên trước sự tử tế của tên cướp, cô vợ mẹ Mỹ buộc miệng hỏi tên Minh Con. Trong phút giây bị hỏi một cách đầy bất ngờ, một cái tên thoáng lóe lên trong đầu óc Minh Con. Và cái tên Điền Khắc Kim chính thức trở thành biệt danh của gã. Ngày hôm sau, báo chí Sài Gòn bùng nổ thông tin về tướng cướp cô độc, tướng cướp solo Điền Khắc Kim với những tình tiết
hư cấu khiến giới chức Sài Gòn và người Mỹ sục sôi. Sau vụ cướp này, với cái tên giả là Lê Minh Hùng, Điền Khắc Kim đăng ký đi quân dịch để tránh bị tóm. Hắn trở thành một binh nhì mang số quân 71-116-964 của tiểu đoàn 4 trung đoàn 48, bộ binh ngụy. 3 tháng quân trường vừa kết thúc, máu giang hồ lại trỗi dậy. Nhớ nghề, hắn đào ngũ về Sài Gòn để tiếp tục đi ăn cướp. Và tất nhiên, nạn nhân của gã vẫn là những gia đình Mỹ giàu có. Tháng 5 năm 1970, Điền Khắc Kim đột nhập vào nhà một người Mỹ là giám đốc hội cha mẹ nuôi quốc tế trên đường Trần Quý Cáp, quận 1, nay là đường Võ Văn Tần. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trong khi hắn sắp sửa giở trò đồi bại với bà vợ ở phòng ngủ, thì trong phòng tắm, ông giám đốc đã cởi được dây trói chạy thoát ra ngoài gọi cảnh sát. Hoảng quá, hắn vội bắt cóc bà vợ làm con tin và tẩu thoát xuống quận 8. Sau khi hành hạ bà đầm chán chê, Điền Khắc Kim đã gọi taxi, đưa trả bà về với ông chồng Mỹ. Vì sự liều lĩnh bẩn cợt này, hắn đã bị cặp vợ chồng Mỹ kia nhận diện và bị bắt không lâu sau đó. Điền Khắc Kim ra tòa, lãnh án 20 năm tù. Vào khám chí hòa họp mặt với toàn những tay anh chị đầu trâu mặt ngựa, Điền Khắc Kim dù không băng đảng, người không một hình xăm, vẫn nghiễm nhiên được đám tù hình sự xếp vào hàng chiếu trên. Sự táo tợn liều lĩnh và những cú trả thù dân tộc được các báo lá cải khai thác tối đa đã vô tình tạo cho Điền Khắc Kim một lai lịch đầy ánh hào quang của tội lỗi, khiến những tên du thủ du thực trong trại chí hòa vì nể. Nhờ có sự hỗ trợ của những tên đại bàng cộng cán ở chí hòa, Điền Khắc Kim có đủ tên để mua được một tờ giấy đi phép, tức được phép tự do ra ngoài 12 hoặc 24 giờ, sau đó về trình diện. Lợi dụng giấy đi phép, hắn trốn luôn. Tất cả những phi vụ cướp của hãm hiếp kinh hoàng, Điền Khắc Kim cũng chỉ đơn thương độc mã thực hiện, không hề có trợ thủ. Vì lý do này, báo chí Sài Gòn trước năm 1975 mới gắn cho hắn biệt danh tướng cướp cô đơn hoặc tướng cướp solo. Ít ai biết rằng, bức chân dung kinh khủng ấy lại được vẽ nên từ những nét cọ đầu tiên là một chuyện tình buồn trên một nền khung khốn khó. Điền Khắc Kim tên thật là Lê Văn Minh, con trai thứ hai trong một gia đình nheo nhóc có 4 anh chị em ở làng Hành Thông Tây, Gò Vấp. Tuổi thơ không êm đềm của hắn trôi qua dưới một mái nhà rách nát, lợp bằng những tấm tôn cũ thủng lỗ chỗ, vách là hỗn hợp gồm ván ép, mảnh bìa cạc tông, vỏ thùng phi cũ và vô số mảnh tôn, thiết, đầu thừa đuôi thẹo khác. Mùa nắng, ngôi nhà nóng hâm hấp, mùa mưa, nóc dột tứ tung, nền thấp. Nước mưa từ các đường hẻm rãnh cứ thi nhau cuốn rác rêu ồng ộc tuôn vào nhà. 4 chị em hắn tha hồ gọi nhau lội tứ tung, nhặt nhạnh lại những đôi dép vứt, giấy vụn, bao ni lông đang nổi lèo bèo giữa nhà đã thành một bể nước bẩn, và thi nhau chổng mông lên trời khua xô thùng tát nước. Cha mất sớm, toàn bộ gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai của mẹ hắn. Cứ sáng tinh sương, thằng bé con đen đúa mắt đầy ghèn lại bị lôi cổ dậy để ra lò bánh mì lấy những mẻ bánh đầu tiên đi bán bánh mì chạy. 8 giờ sáng, quẳng cái giỏ cần xé đã hết nhẵn, hắn lại lo chạy về phụ giúp mẹ bán bánh mì nằm. Tuổi thơ vất vả, thiếu thốn nên mình không lớn nổi, người cứ lót chót, gầy và đen nhẻm, có phần nhút nhát vì mặc cảm. Việc học hành của hắn vì thế cũng chẳng bằng ai, chữ vào tay này, lại ra tay kia, rồi rụng mất. Con nít nhà nghèo thế kỷ trước, đói ăn nhưng lại dễ no đòn. Mỗi lần Minh bị đắng, có một thằng bé hàng xóm lại cậy vách nhìn vào trề môi trêu chọc. Con bé tên là Diễm, Nguyễn Thị Diễm, nhưng dân trong xóm cứ nôm na hình hài mà gọi nó là Diễm Đèo, cũng như gọi Minh là Minh Con. Bởi cả hai đều gầy quắc như quả dưa chuột dẹt, trồng trên đất càng bị ong chích. Bị trêu, Minh Con tức lắm, rất tâm tìm cách trả đũa. Làng Hành Thông Tây có nghề làm pháo gia truyền, hầu như nhà nào cũng có mâm quấn pháo nên quanh năm làng cứ đầy những tiếng đi đùng. Không có tiền mua, thằng oắc Minh Con cứ lăn xả vào dưới những bánh pháo đang tóe lửa của các đám giỗ chạp, cưới hỏi, xô nhau giành giật với trẻ con hàng xóm. Để nhặt pháo lép cất dành, chờ Diễm Đèo đi ngang qua, đốt ném để khủng bố. Ban đầu, Diễm sợ khóc thét lên. Sau nó lại lon ton chạy theo Minh nhặt pháo, miệng cười rỗng rãng, trong khi mắt nhắm tịt và hai ngón tay thì bịt chặt hai tay. Lâu dần thành quen, hai quả dưa chuột đẹp bị ong chích, phải lòng nhau lúc nào không biết. 16 tuổi, Diễm Đèo, trông phỏng phao hẳn lên, mái tóc đỏ quạch đã mượt ra, nước da cũng trở nên mịn màng chứ không đen đúa sần sùi như trước nữa.
Đúng vào thời điểm đó, Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam. Khu vực Hành Thâm Tây, trại lính Sở Mỹ mọc lên nhàn nhãn. Trên các trục đường lộ quanh cái xóm nghèo của Minh Con, diễm đèo quán rượu, nhà chứa, snack bar cũng thi nhau mọc lên để hứng những tháng lương lính và bán đi tất tần tật những gì có thể bán. Dù chưa phải thiên Nga, diễm đèo cũng không còn là con vịt trời xấu xí nữa. Chưa kịp ngỏ lời, Minh Con đã phải cay đắng nhìn mối tình đầu của mình lột xác thành một Helen Diễm. Cô tiếp viên xinh đẹp, với váy ngắn cũng cỡn hàng đêm, nằm lọt thỏm trong vòng tay lông lá của những tên lính Mỹ to con gấp đôi nó trong snack bar. Mình cũng không khá gì hơn, nó bỏ học, trở thành một thằng ma cô dắt mối cho gái điếm. Tháng ngày của hắn được nối nhau bằng những trận đập lộn tóe lửa, với đủ loại sắc lính, từ biệt động quân, thủy quân lục chiến, lính dù đến lính bộ binh. Những kẻ thường kéo cả đoàn mò vào xóm Hành Thông Tây tìm gái chơi bời, rồi giở trò ăn quỵch, đánh nhau, tay không cũng có, mà bàn gầy gộc, gạch đá, dao phay cũng có. Thằng bé hiền lành ngày xưa biến mất, thay vào đó là một thằng Minh Con ma cô lầm lì, bất chấp một vết sẹo dài cỡ hai lóng tay vắt qua má trái, một tay đứng bến được cả vùng Hành Thông Tây, ngã ba, chú ía, vành đai sân bay Tân Sơn Nhất, nhớ mặt, biết tên. Năm 1967, sau khi mẹ Minh Con đi bước nữa, không chịu sống chung dưới mái nhà cùng cha dượng, mặc dù người đàn ông này cũng không đến nỗi nào, Minh ra lề phố sống bụi đời. Trước lúc ra đi, thu hết can đảm, nó mò đến cái snack bar nơi Helen Diễm làm tiếp viên, trong túi là một bánh pháo dài cả thước. Diễm chưa kịp ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ, Minh Con đã lôi bánh pháo ra, cầm trên tay trần, giơ cao và rút điếu thuốc trên miệng châm vào ngoài pháo. Pháo nổ tung tóe khiến gái ba và khách làng chơi cả Mỹ lẫn Việt được một phen nhốn nháo. Nhưng Diễm thì không, không nhắm mắt, không bịt tai, cũng không bỏ chạy. Cô cứ đứng ngó trân trân dây pháo nổ điếc màng nhĩ trên tay tên bạn bụi đời. Viên pháo cuối cùng, mình còn bắp đít búng tung lên trời. Đúng khi nó vừa phát ra tiếng nổ, xong nó quay lưng đi thẳng, đi một mạch không hề nói câu nào, bỏ lại một Helen Diễm phía sau đang ngây người, nước mắt ròng ròng trước lời tỏ tình có một không hai của thằng con trai hàng xóm. Cả Minh Con và Helen Diễm đều không ngờ đây là lần gặp nhau cuối cùng. Một cuộc hội ngộ ngắn ngủi đầy nước mắt và tổn thương giữa hai trái tim cô đơn đã sớm nhuốm bụi giang hồ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!